đây 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 bác Thi đang ở thành phố Sydney rồi kế bên có hoa phượng đây nè, hoa phượng tím. Ông trời ông tạo ra hay quá bà con ha. Tới cái mùa này, hiện tại giờ là mùa xuân thì bắt đầu hoa nó nở ra đó, rồi bắt đầu chuẩn bị vô mùa hè. Thì hoa tím này, cây phượng hoa tím này coi như đẹp đó. Thì đấy đi ba nha. Đấy, đây con của nhà chủ nhà đây, hai đứa bé dễ thương quá chừng đây. Thì bác ở đây cũng rất là có phúc nè. Ê, con có đây con cứ nói tiếng Việt được ha. Ok mình nhá cho một bước nha. Ok rồi lấy cả chân luôn à. Rồi à mà chú khỏi chân đi. Ok rồi gần này gần ha. Gần đó hoa phượng. Đây này rồi ok. Rồi chụp nè đó rồi. Đó, cái mình nhá mình bước hoa phượng gần cho bà con thấy cái, ông trời ông tạo ra tất cả mọi cái đều đẹp hết trơn trọi á. Anh tụi mình có chịu khó khám phá không thôi. Đó, hoa đẹp quá chừng nè. Đó, coi như đó, nó cái này. Để vì ngang ha. Rồi mình chụp thẳng vô nè. Ông trời cũng tạo ra quá trời tuyệt vời. Coi cái này đó, cái nào sao mình thấy được cái ở trong nè. Giữa nó cái nó cứ nhánh ở ở trong đó. Okay. Rồi. Đó coi như chỉ việc khám phá tìm hiểu không một mình thấy mệt chứ mà người sáng tạo ra bà con ha. Cái người sáng tạo ra mới là cái người khó khăn kiến trúc sư. Coi mấy cái hoa nhỏ này nếu mà mình chụp mình lại gần đó thì cũng rất là đẹp. Đây coi thử coi. Mấy cái hoa này hôm rồi mình cũng có chụp rồi ha, nhưng bây giờ đã hoa này cũng đang tàn rồi. Cái hoa này cũng hay quá chừng nè. Nó chút xíu để mà nó đẹp. Đó. Chút xíu nó cũng đẹp. À, coi thử coi. Okay. Cái hoa trắng vàng này cũng đẹp nè. Tại vì nó một số nó bị héo héo rồi. Đó. Quá trời tuyệt vời. Coi như ông trời ông tạo ra quá là tuyệt vời hoàn mỹ. À, nhưng mà cũng có nhiều khi nó cũng trục trặc để mọi người tìm hiểu cái trục trặc của nó. Ok rồi bây giờ mình đã bắt đầu mình đi về. Sau khi đi thăm bác thôi. Bây giờ mình đi về đi bà con. Thì đây là cái khu cái vùng của Kapramata đó. Vùng Kapramata cái đám này khu người Việt đông nè. Thì cái nhà này cũng người Việt rồi ha. Nhà này cũng người Việt rồi, nhà trước mặt cũng người Việt. Thì mình thấy mấy cái thanh nhà long này chắc là người Việt rồi. Ok rồi tạm thời mình ngưng máy nha bà con. Rồi có gì mình đi đâu tiếp á thì xin bà con ủng hộ nha. Nhất là nếu mà ai subscribe cho mình một cái đó thì mình lên tinh thần để coi như mình tiếp tục mình quay tin tiếp. Rồi bye bye bà con.